Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam vòng ngoài của giải cầu lông Badminton Unlimited do Quốc Việt Badminton tổ chức. Trên trang phục áo đỏ, cặp đôi Tú Việt đến từ Thái Bình. Trên trang phục áo trắng, Ngọc Triệu và Văn Hải. Chính ra là Ngọc Triệu sẽ cặp với Tuấn Đức, nhưng vì lý do chấn thương, Tuấn Đức bị rách sụn đầu gối nên không thể tham gia thi đấu được. Đó là một điều rất đáng tiếc cho Tuấn Đức cũng như là cho các người hâm mộ cầu lông. Rất nhiều người mong muốn được xem Tuấn Đức thi đấu, ngay cả bản thân Hùng cũng như vậy. Điểm số 4-2 cho cặp đôi Tú Việt. Có lỗi từ Ngọc Triệu, điểm 5-2. Có lỗi từ Văn Hải, điểm 6-2 cho cặp đôi Thái Bình. Rất may mắn cầu lật lưới đổi điểm 3-6. Hello mọi người, vận động viên Hải của Bắc Giang đấy ạ. Hải đánh đôi nam nữ hay nhất Bắc Giang đấy. Lượt trận tiếp theo, Hưng Đức tí nữa đánh anh ơi. Hoàng Anh Lâm và Nam Việt, Hùng Long và Hưng Đức, các vận động viên chuẩn bị. Hello anh Đức Việt, đây là giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton đứng ra tổ chức ạ. Cầu không qua lưới, điểm số 6-7, có vẻ trận đấu chưa được hay. Đây là loạt trận đầu tiên nên là các vận động viên có lẽ chưa vào tay. Khán giả ngồi hết bên này cho mọi người, không phải là ít ạ. Cũng gọi là hơi ít thôi, chứ không phải là ít. Cũng nhiều khán giả phết. Sân nhà thi đấu quận Hoàng Mai nha mọi người có thể tìm trên Google Maps. Hùng đến sân cũng đi Google Maps thôi.
liên tục những pha đua cầu. Đập cầu rất tốt từ vận động viên Tú Thái Bình. Cầu lỗi từ Văn Hải. Điểm số 16 cho cặp đôi Tú Việt. Ép cầu rất nhanh thì Ngọc Triệu đổi điểm 70. Đúng rồi anh Trịnh Quốc Toàn ơi, đánh xếp 31 anh ơi. Mình đang hơi bực mình, chân máy mình đặt bên kia. Bên kia mấy bạn bán nước, bạn ấy sắp bàn, bạn ấy kéo lệch hết cả chân máy của mình đi mà. Không biết kéo lại, lệch hết cả trận đấu trước, chả xem được. Mất công quay. Một pha cầu rất ngẫu hứng đến từ vẫn trong sân. Điểm số 90. Hello anh Cường, Văn Trần, Triệu cả về Tuấn Đức, nhưng Tuấn Đức bị rách sụn gối rồi nên không tham gia được nữa anh ạ. Tuấn Đức đang bị chấn thương. Thậm chí là còn rất lâu nữa mới có thể thi đấu được. Em chào anh Văn Phạm nhá, cảm ơn đã gửi lời chào đến Hùng. Xin chào 370 người đang xem ạ. Ít người xem quá. Hello mọi người xem vừa nãy đến giờ có thấy nét không ạ? Mọi người xem chất lượng mạng có ổn không ạ? Mọi người có thể comment cho Hùng biết để Hùng yên tâm livestream nha. Hello. Chào anh Hoàng Anh. Bên kia là đôi nào thế? Bên kia là đôi Huy Hiếu của Hải Phòng với cặp đôi Nghĩa với Trí Đức. Thủ cầu rất hay. Các vận động viên đánh rất nhiệt, đập cầu rất hiểm hóc. Ngô Tú đập cầu rất chất lượng. Điểm số 11-10. Một pha cầu với 11 đều. Năm trước tại giải cầu lông cúp truyền hình Thái Bình thì vận động viên Ngô Tú và Ngọc Triệu cặp với nhau. Tuy nhiên thì ở giải đấu này họ lại đối đầu với nhau. Cầu lật lưới 12-11 cho Ngọc Triệu Văn Hải. Ok mọi người nét là được rồi ạ. Trượt 13-11. Lại tiếp tục là một tình huống lật lưới từ Ngọc Triệu. Hôm nay hơi son. Cầu ngoài sân.
Có vẻ cặp đôi Tú Việt thì vận động viên Việt có phần yếu hơn, nên bên kia họ ép cầu vào rất nhiều. 15-11 cho Triệu Hải. Ngoài sân, đội điểm 12-15. Em chào anh, cũng ra đi xem mày. Em có đặt máy. Cầu không qua lưới. 16-12. Hai đôi vận động viên tiến hành đổi sân. Đúng rồi anh Huy Neo ơi, giải này gần như tất cả các đôi mạnh nhất miền Bắc đều đánh. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu thế nào. Điểm số 16-12 cho Ngọc Triệu và Văn Hải. Văn Hải giao cầu. Cầu không qua lưới. Vận động viên Nghĩa là Nghĩa của Hải Phòng mọi người ạ. Văn Hải đập cầu rất căng. Giải này tổ chức ở giải ở nhà thi đấu quận Hoàng Mai nha mọi người. Cầu vẫn trong sân. 14-17. Điểm số 18-15. Mấy người rất hay. Một đường cầu rất dài và giằng co của hai đôi vận động viên. 19-15 cho Triệu Hải. Văn Hải bật rất cao mọi người. Cầu không qua lưới.
đội điểm 16-19. Ok, em cảm ơn anh Lưu Hiệu rất nhiều ạ. Anh Vũ Trung Kiên ơi, gửi cây 9000C cho thằng cu em chưa, nghĩa là sao ạ? Ok, Nguyễn Trung Dũng ơi, không tăng được lên 720 đâu ạ. Livestream không tăng lên được 720 đâu. Em chào anh Hoàng Anh, đây giải cầu lông Badminton Unlimited tật anh Quốc Việt đứng ra tổ chức ạ. Giải để chuẩn bị cho trước thêm giải đấu thành công Mạo Khê. Cầu trong sân 17-22. Nói chung là rất khó cho cặp đôi Tú Việt. Giờ đang bị dẫn sâu như này rồi, trong khi cặp đôi Triệu Hải cũng đang thi đấu hay hơn. Hai mươi ba mười bảy. Vẫn lên, không lên được rồi. Ok, cảm ơn anh Tiến Trần nhiều ạ. Cảm ơn anh giúp em chia sẻ livestream nha. Ngô Tú đánh rất hay. Em chào anh Nguyễn Bá Vinh nha. Cảm ơn đã giúp em chia sẻ livestream ạ. Cầu ngoài sân 24-19, khoảng cách vẫn là 5 điểm. Chính ra là Tuấn Đức cặp với Ngọc Triệu, nhưng mà Tuấn Đức đang bị chấn thương và đang đứng đây live stream với em đây. Hai mươi hai lăm. Đập cầu giãn biên rất hay. Hello anh Trần Toàn, đánh 21 thì phải đánh 3 set thì thời gian có hạn thôi anh.
Xin chào người chia sẻ anh Lê Nguyễn nha. Vẫn lên được. Vẫn thủ lên, rất hay. Cảm giác rất tốt. Lại có một pha cầu giằng co rồi. Chiến thắng cho cặp đôi Tú Việt. Xin mời đôi Hùng Long và Hưng Đức trên sân số 2. Ok, cặp đôi Long Tô Quảng Ninh sẽ gặp cặp đôi Hưng Đức nha mọi người. Hùng Sa bên kia quay đây. Anh em cứ ở đây xem. Còn nếu mọi người muốn xem lại tất cả các trận đấu ở chất lượng tốt nhất thì xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton nha. Hùng sẽ cố gắng up sớm nhất có thể. Bên này nhiều khán giả mà mọi người. Đây, khán giả đầy đây. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu điểm 22-26. Ngô Tú vẫn đang cân tim. Ép thẳng vào người. 27-22. Trận này sắp hết, lại có trận tiếp cho mọi người, trận nào cũng hay hết ạ. Trận nào cũng hay. Em chỉ livestream ở sân bên này thôi, sân bên kia sẽ quay lại ạ. Sân bên kia góc đẹp lắm. Quay lại lên net. Văn Hải đập thực sự rất mạnh. Lại còn bật cao nữa. Đấu súng, vẫn còn. Không xong rồi. Ngọc Triệu lên lưới rất nhanh. 28-23. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm 30-24. Ngọc Triệu giao cầu. Một tình huống có vẻ không hiểu ý nhau. Anh Việt ơi, cho em xuống sân quay nhé.